Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Và mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì em lại giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe Mercedes C200. Đấy, một cái dòng xe khá là tiết kiệm nhiên liệu, khá là lành máy và form dáng tương đối đẹp các bác nhé. Thì cái mẫu xe Mercedes C200 này thì hiện tại đang nằm tại cơ sở 2 của bên em tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Bác nào có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu xe này hoặc là muốn test thử cái mẫu xe này thì đến trực tiếp tại số 92 Vườn Nài An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để xem thử cái mẫu xe này. Với cái mẫu xe biển rất là đẹp 67A11299. Đấy. Thì đối với cái dòng Mercedes C200 này thì là nó là cái dòng xe đánh giá là về cái mức tiêu nhiên liệu của nó phổ thông. Đấy, tầm khoảng với cái động cơ 1.8 này thì tầm khoảng loanh quanh của 9 lít trên 100 km. Và hơn nữa cái dòng xe này với khả năng vận hành của nó tương đối êm. Đấy. Ít phải sửa chữa, ít chi phí về cái vấn đề là bảo dưỡng, bảo hành. Đấy. Về tổng thành xe đối với dòng xe này thì nếu để đánh giá cái chất lượng cũng như là cái cửa tiền thì nó cũng tương đối rẻ, chỉ với bằng một con Honda Civic ở cái dòng phổ thông thôi. Đấy, mà đây là cái dòng Mercedes. Đấy, về tôn vỏ cũng như là chất lượng máy móc của nó hơn hoàn toàn những cái dòng xe phổ thông. Đấy, đi dòng Mercedes thì nó sang hơn rất là nhiều. Nó chạy cái dòng này thì nó chạy dẫn động cầu sau, nên vì vậy là khi các bác đạp ga lên thì nó rất là vút xe. Đấy, nó không có độ trễ mấy. Tuy là cái động cơ 1.8 nhưng nó không có độ trễ mấy. Và hơn nữa là với đối với cái dòng xe Mercedes C200 này, đấy, nó giữ giá cực kỳ luôn. Đấy, các bác chạy thì nó bị trượt giá ít và đồ đạc sửa chữa của nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy, Mercedes bây giờ cái cửa tiền thì ra nó cũng rất rẻ. Nếu đối với những cái dòng xe này, đây các bác nhìn đây ạ, xe hiện tại là có mặt tại quận 12 rồi, form dáng xe đẹp và xe hoàn toàn là bao cho các bác xe lỗi, không đâm va gặp nước các bác nhé. Đây, về phần tổng thành chi tiết của xe đây. Đấy. Đấy, em quay rất là kỹ cho các bác để các bác nào ở khu vực phía Bắc cũng như là khu vực phía Nam có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể đến alo trực tiếp. Số điện thoại của em là 0829777777. Đây là số Zalo luôn. Thì các bác có muốn hình ảnh chi tiết của những cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy ạ, em sẽ quay kỹ cho các bác về từng phần, từng chi tiết một, từ cái la răng, từ cái bộ lốp, đấy, gầm bệ. Đối với những cái mẫu xe của bên em thì em sẽ quay cho các bác rất là kỹ chi tiết luôn, để cho các bác nào cảm nhận thấy với những cái mẫu xe mà cảm thấy các bác có thể mua được về vấn đề là giá thành. Đấy, còn chất lượng xe thì em quay kỹ và tả cho các bác rất kỹ để cho các bác xem đỡ mất thời gian đi lại nhiều lần. Đấy, đối với cái dòng xe C200 này thì trong cái thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều rồi, bởi vì nó là cái dòng xe phổ thông của dòng Mercedes. Đấy, bán rất dễ và hơn nữa là các bác chạy mẫu xe này yên tâm. Đấy, với được thiết kế vô lăng tích hợp và mặt đồng hồ form mới, cũng như là chủ xe đã độ lên một cái màn hình Android rất là lớn rồi, thì các bác có thể tích hợp giải trí cũng như là xem video ở trên cái mẫu xe này. Đấy, với tông trần vẫn là trần nỉ nguyên bản, đèn trần và các chức năng của trên trong xe còn hoạt động tốt các bác nhé, không chức năng nào bị lỗi cả. Đấy, đây là về quay cho các bác tổng thành chi tiết về cái mẫu xe này. Đấy, đây mọi cái chi tiết trên xe, mọi cái chức năng còn hoạt động tốt, ghế da nguyên bản và hoàn toàn là xe không có đâm va gập nước gì. Đấy, về cái hàng ghế phía sau của dòng Mercedes thì nó ngồi rất là thoải mái. Đối với các bác nào có nhu cầu mà chẳng hạn một người chẳng hạn có cái chiều cao nó cũng tương đối thì ngồi cái mẫu xe đằng sau là vẫn còn thoải mái luôn. Đấy, không bị chật, không bị cảm thấy nó cức xe. Đây, về thiết kế cái phần táp đô của xe đây, các bác nhìn đây ạ. Với thiết kế vô lăng tích hợp, vô lăng 4 chấu. Đấy, trang bị hộp số tự động với cái động cơ 1.8 cũng như là điều hòa ô tô. Thì với cái mẫu xe Mercedes này cửa tiền tầm loanh quanh 300 triệu cũng nhiều một chút thôi, thì các bác mua cái mẫu xe này sử dụng hoàn toàn có thể là yên tâm. Đấy, với hệ thống âm thanh của dòng Mercedes thì nó là một cái dòng xe có hệ thống âm thanh cực chất lượng rồi, không phải bàn về cái hệ thống âm thanh này nữa cả. Khi các bác ngồi trong xe mở những cái thể loại nhạc như nhạc vàng chẳng hạn thì cái âm thanh của dòng Mercedes này nó nghe nó đẳng cấp cực kỳ luôn các bác nhé. Đấy, cái trang bị tổng bộ ghế thì cũng được trang bị ghế điện, phần chỉnh lưng ghế, đấy, các ốc khóa cửa các thứ này là còn zin, chưa quên tiểu tháo rỡ gì. Với cái động cơ 1.8 này thì các bác chạy trên đường thì anh quanh khoảng 9 lít quay đầu thôi. Đấy, nội thất sơn si sạch sẽ, ghế da nguyên bản, máy gầm chất, xe không đâm va.
Đấy, xe thì với cái mẫu xe Mercedes này đang nằm tại quận 12 của bên em đấy. Đấy, bác nào mà quan tâm thì có thể đến trực tiếp xem thử, test thử, chạy thử các kiểu được, bởi vì xe hiện tại đang có mặt tại trong đấy rồi. Đấy, biển 67A112 19299, và đây này thì là cái dòng gầm của xe các bác nhé, gầm hoàn toàn là không có mục mọt gì cả. Đối với cái dòng xe này thì nó nhắc từ mục mọt điều đấy là rất là khó xảy ra rồi. Đấy, bởi vì cái dòng xe này cái tôn vỏ có dày cũng như là cái lớp sơn của nó rất là tốt, ít khi bị ăn mòn hao mòn và ít khi bị mục mọt lắm. Đấy, cái dòng này thì nó được trang bị gương kính chỉnh điện cũng như là xi nhan gương. Đấy, đầy đủ. Nói chung là về cái cửa tiền những dòng xe phổ thông để so với cái dòng mẹ thì em nghĩ là rất là khó có đối thủ cạnh tranh được cái dòng này. Đấy, xe là ngoài chạy cực sướng luôn, trượt giá rất ít. Đây, các bác nhìn form dáng tổng thành của xe đây, nó tương đối ổn định, tương đối đẹp, không phải không. Đấy, đây tất cả hệ thống về cái phần nội thất của nó đây. Đấy, có chỉnh ga tự động đầy đủ hết. Phần khoang máy của xe thì sẽ cho các bác xem về phần khoang máy, khoang động cơ của cái mẫu xe Mercedes C200 này với cái khối động cơ của nó 1.8 chạy máy dập cầu sau, thì cái mẫu xe này chạy hoàn toàn là khả năng vận hành rất là êm ái luôn. Máy nổ thì các bác hoàn toàn là không phải nghĩ về cái dòng xe Mercedes C200 này cả. Đối với con này là máy zin các bác nhé, đây là cục ABS của xe, và hoàn toàn là cái thông khoang máy của xe thì về cái tổng thành chất nhựa cũng như là nhìn cái da máy nó còn rất là sáng, chưa có hiện tượng đổi màu ở cái mẫu xe này. Đấy, bởi vì xe người ta chạy cũng rất là ít mà. Đối với cái dòng xe mẹt này người ta dùng là xe đi chơi chứ không phải xe chạy dịch vụ. Vì vậy là cái mẫu xe này người ta còn giữ rất là chất lượng luôn. Đây, tổng thành chi tiết cái mẫu xe Mercedes C200 đây. Vừa quay cho các bác khoang máy xong rồi. Đấy, về hai pha này là trước sáng, được trang bị đèn bi rất đầy đủ hết, 4 la xăng đúc cũng như là 4 phanh ABS đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, hệ thống đèn gầm cũng như là các tích hợp xi nhan